để giúp cho vùng kín trực chúng ta luôn thơm sạch khít và kiểu như hồng hào hơn, diệt đi những cái mùi khó chịu ở vùng kín, thì mọi người đừng quên sử dụng Lady Care Linh Hương. Dòng sản phẩm này là dung dịch vệ sinh Linh Hương, được bán rất là nhiều năm luôn. Thực sự là cái em này á, giá trên thị trường cao lắm mọi người, nhưng mà mọi người mua chỗ em là mua được giá sỉ rất là tốt, cũng như là rất là rẻ, mà mua được hàng chính hãng nữa. Nó có cái mã vạch chép nè, rồi tem sản xuất ngày ngày sản xuất, rồi nó đầy đủ trên cái sản phẩm này, có cái mã số của công ty được luôn nha mọi người, yên tâm nha. Mua cái hàng bên em á, chỉ cần xài là đẹp thôi. Mỗi ngày mấy chị sẽ rửa cho em 2 lần và rửa sạch lại với nước nha. Nhiều chị nó ở đây hay ở dung dịch vệ sinh thì không cần phải rửa, xin lỗi mấy chị nha, mua về dung dịch vệ sinh, bất cứ cái sản phẩm dung dịch vệ sinh cứ nhắc tới dung dịch vệ sinh là rửa thật là kỹ. Nó là dạng xà phòng để mà rửa cái vùng kín của mình lên. Lưu ý hãy rửa sạch sẽ, và dòng sản phẩm này nó sẽ giúp cho cô bé của chúng ta được hồng hơn, khít hơn, thơm hơn, thử mùi và tạo độ pH cho vùng kín của chúng ta luôn luôn ổn định, không bị ngứa rát hoặc là viêm nhiễm phụ khoa. Mấy chị nên mua sử dụng cái dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh Linh Hương này, xài rất là ok luôn. Cái này là mẹ của em nè, chị nè, rồi nói chung bạn bè mình cũng hay giới thiệu cái sản phẩm này, tại vì nó rất là ok luôn. Và khi mà dùng mình cảm thấy là cái sản phẩm này thực sự là nó tốt hơn so với những cái dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh mà mình đã dùng trước kia. Nên trong cái video này mọi người mà để biết được cái dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh có thể là rửa phụ khoa hàng ngày cho mình để yên tâm hơn, thì đừng quên dung dịch vệ sinh Linh Hương. Liên hệ cho em qua số điện thoại là 0355 838 057, hoặc là 0773 339 279, hoặc là 0356 605 677. Facebook chính của em là Trần Thị Alice, chuyên sĩ mỹ phẩm nha. Đó mọi người.